Chiều ngày 29 tháng 12, tại hội trường khối mặt trận và đoàn thể thành phố, Hội khuyến học thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổng kết công tác khuyến học năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Huỳnh Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh đã đến dự. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thanh ủy, Phòng Nội vụ thành phố, đại diện cấp ủy Đảng, Chủ tịch Hội khuyến học 16 phường xã. Năm 2023, Hội khuyến học thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của thành phố và hội cấp trên kịp thời. Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố được triển khai sâu rộng và có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn thành phố có trên 39.900 hội viên với 16 cơ sở phường xã, 7 hội cơ sở trường học, có trên 28.450 gia đình học tập, 16 dòng họ học tập, 83 cộng đồng học tập và 48 đơn vị học tập. Phong trào khuyến học, khuyến tài được chú trọng, trao tặng học bổng cho 150 học sinh khó khăn với tổng số tiền trên 45 triệu đồng và trao học bổng khuyến học cho giáo viên, học sinh với số tiền 10 triệu đồng. Năm 2024, Hội khuyến học thành phố tiếp tục đẩy mạnh xã hội học tập từ cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động của hội, đáp ứng yêu cầu kết luận số 49 về tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập, phấn đấu 100 khu phố học tập, có trên 80% gia đình học tập, giữ vững 50 đơn vị trường học. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phong trào khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân. Hội khuyến học thành phố khen thưởng cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2023. Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng 3 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.